chào tất cả quý bà con, cô bác và các bạn. Bữa nay Phượng đi xuống dưới ở dưới suối, cái khu vực ở trên cái vùng ở trên khác hướng ở trên đây nè. Đi coi coi còn có ai cần Phượng giúp á thì Phượng giúp. Bữa nay Phượng cũng rất là muốn giúp cho mấy anh nuôi nè, Phúc nè. Thì cái khu ở dưới đây dài dưới đây nè, không biết coi đi coi gặp ai thì giúp người đó. Lúc trước khỏe đi kéo xe rồi tùm lum á, bây giờ giờ mưa nè kéo không có được, cho nên á Phượng chỉ xách mấy cái bịch này thôi. Ây da, trời ơi, đi sợ té nữa, trời mưa nữa nè, ướt nhẹp luôn. Hình như lại đây coi cái chổi đó của ai vậy anh? Em nghe nói là anh Phúc á, thì lại coi phải không? Phúc ơi, Phúc ơi, không có ai ở hết trơn á. Xuống dưới đây không anh, đây cũng có người ở nè, thì dài dài đây hỏi thăm ơi. Ôi cái gì đi đừng đi mà lót thảm vậy nữa, chết quá anh hà. Phúc ơi, Phúc kiếm anh Phúc không, kiếm anh Phúc anh ơi. Dạ anh biết Phúc đâu không? Không, không phải là trắng à, anh Phúc Việt Nam á. Dạ chỗ nào đâu, cái chọc này hả, ở chỗ nào? Ông lang thang ngoài đó không hả? Bây giờ thôi, mình cây xăng phải không? anh đây anh sang dưới vậy, anh lót thảm anh đi không vậy? Vậy hả? Dạ dạ anh còn anh nuôi còn dưới không anh? Anh nuôi rồi, anh nuôi anh biết nữa. Anh lớn lớn tuổi á, anh lớn tuổi anh không? Không không dạ dạ anh nuôi. Anh nuôi dạ. Dạ đi 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 theo em chơi anh ơi, anh không không vậy hả? Dạ em đi đi. À, bây giờ đi vô trong anh nuôi đi, xuống đây đi kiếm anh Phúc Sóc Trăng. Anh Phúc Sóc Trăng là ảnh là người mà Phượng quay nổi tiếng lắm á, nhiều người biết lắm á. Bây giờ xuống đây không có ảnh, nói anh Phúc đó anh đi đâu rồi. Bây giờ mình đi lại tìm anh nuôi. Mấy ảnh dưới đây thấy thân thiện gần gũi ghê, nhờ cái là đi dắt mình đi luôn à, mà mấy ảnh đâu biết là mình đi dưới đây cũng mòn đường rồi. Tội nghiệp, anh dẫn mình đi mà mình đi xuống dưới đây mình đi cũng mòn đường. Từ xe kéo, xe đẩy gì rồi xe chở ba đồ ăn của quý bà con cô bác, rồi chở cây chở gỗ xuống cất chòi cất liệu tùm lum. Coi như ở dưới đây là Phượng thuộc lòng nằm lòng rồi đó. Cái anh này anh mới không biết Phượng mà anh không có chịu lên YouTube. Anh tưởng Phượng không biết, anh nói để anh dẫn mình đi thôi kệ. Có phù lòng ô con nuôi đó.
Kìa kìa, đi 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 đi, có núi đằng sau. Dạ. Nhốt chó lên nuôi ơi. Nhốt chó, nhốt chó. Cảm ơn anh nha anh. Dạ. Rồi còn Phúc, anh Phúc Sóc Trăng là lại Burger King phải không? Dùng vòng đó phải không? Dạ. Trời ơi. Anh nuôi là, bây giờ giống người trong rừng. Trời ơi anh ơi anh. Anh kêu lại anh ơi. Dạ. Anh hửi nó lại, nó hửi em nè. Anh ơi, bắt nó lại mà em đi em. Trời ơi anh nuôi ơi, là anh nuôi. Anh nuôi ơi. Hả? Anh nuôi. Lâu rồi không gặp. Không gặp sao thiệt dữ vậy? Hả? Sắp dài rồi. À, chắc là cà lốt á, cà lốt bên này. Anh nuôi lúc này ai ở chung với anh mà thấy đông vui vậy anh nuôi? Con cà lốt rồi, anh đây vậy là hả? Thằng Trinh. Trinh, Trinh. Ừ. Chủ nhà không không mời vô sao ai dám vô? Đang nấu không, gì vậy? Không thấy nó ở nhà. Đi nó đi, đi đâu đi, rồi? Vô, nó đi đâu coi, rồi? Coi anh nuôi, coi anh nấu gì mà. À, ôi. Cái cà lốt nó thường thường nó nấu ăn không? Nó nấu ăn là nấu ăn nhiều lắm. Vô 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 nhà đi con, vô nhà đi. Quá trời. Nó mới đẻ một lứa được 10 đứa. 10 lứa đó rồi cái cũng cho hết rồi. Cho chưa? Cho hết rồi. Không cho cũng nó đi ngang qua nó thấy con nào được đó. Nó cũng chốt đi. Lần cuối cùng nó chốt lần 4 con luôn. Nấu gì vậy anh nuôi? À chắc nó nấu nước nấu tắm, nó tắm quá. Hả? Chắc cà lốt nó nấu nước nó tắm. Nấu nước tắm. Chứ thường thường nó cũng nấu ăn bên này nè. Đấy hả? Trời mưa nó đem thì xích cho trong này chút xíu rồi khỏi có bị ướt. Ồ. Quá tay rồi. Ở trong chắc nhà thì bỏ cũng đâu đây nè. Đem đồ. Đem đồ vô cái làm bánh xe rồi nó làm xe cũng ở trong đó luôn cho nó mà ấm đó, cũng đốt lò sưởi ở trong luôn. Sao mà để thân thể gì mà tiều tị dữ vậy anh nuôi? Hả? Quá trời rồi coi nè. Cả ba. Cả ba tháng nay đâu có. Ba tháng nay hả? Tháng này tháng tư rồi đó. Vậy hả? Bốn tháng nay không tắm hả? Không phải, không có tiền. Sao kỳ vậy? Tại vì bị mất cái ID đó. Đi hả? Nó đưa vô nhà băng nó không cho lãnh tiền đâu. Bây giờ thì làm ID lại rồi, lần thứ ba rồi. Lần thứ ba nó cũng gửi em về. Nhìn anh em chịu không nổi luôn á. Nó gửi về cái địa nhìn chỉ anh nuôi mà mới. Mình không có còn hứng gì mà ở đây để giúp ảnh, nó chỉ có kéo ảnh lên trên bờ rồi bắt ảnh về cho anh tắm rồi cho nó sạch sẽ rồi sao á, chứ giờ ở đây vậy rồi có kìa anh nhìn đầu cổ ảnh coi kìa. Bà không? Già cũng kêu về ở đó chứ. Đi hả? À. Đi đã rồi về đi con. Bà già trên đường Liêu Quýt đó chứ. Có mặt mày gì cơ kìa. Ốm ha, ốm mà tóc dài bạc hết ráo rồi. Em tưởng anh hôm nay xuống đây anh nhớ em chứ. Nghe giọng nói là biết từ xa rồi. Ôi vậy hả? Rồi trong đây anh làm gì mà lu su bu quá trời vậy anh nói. Trời lạnh đó. Anh vô anh coi coi trong đó cái gì mà quá trời luôn vậy nè. Đâu có cô nào đâu. Có cô nào trốn trong đây không? Chưa cô nào dám vô hết. Trời ơi. Đồ xe đạp không à? Đồ xe đạp không à? Xe đạp cũng bị mất mất hết rồi. Bây giờ phải làm từ từ làm lại cái khác. Con chó tối nó ngủ với anh ngủ làm sao? Ngủ nó nằm đại dưới đất thảy cái mền cho nó dưới đất nó nằm ngủ. Vậy hả? Ừ. Còn mấy bữa nó đưa đi đó nó chạy qua bển á. Ừ. Bển rộng rãi có cửa lúc nào cũng mở hết, cửa này tôi đi là tôi lóc nó đâu có vô được mà ra em cũng nhìn, không được luôn. Em nhìn anh mà em cười mà em
chảy ra nước mắt thiệt luôn. Đâu có cũng bệnh bệnh vậy chứ. Ủa, sức khỏe vẫn vẫn còn khỏe, vẫn còn bươn chải được mà. Anh giờ... biết tại sao mà lâu lắm rồi em không có muốn xuống đây không? Không biết đâu, chắc về Việt Nam mới qua hả? Hả? Không biết đâu. Không biết hả? Không. Tại vì anh không có thương em cho nên em xuống. Hả? Phải không? Đâu có vụ thôi đó anh đâu, ngủ anh không kêu Phượng ơi, Phượng Phượng ơi. Bây giờ tối ngủ mà anh kêu Phượng ơi hoài cái em ngủ em cứ nhảy mũi ít xì em ngủ không được, cái em phải kiếm mấy anh chăn trở em phải xuống. Không được, nuôi nhiều lúc anh đang ngủ với ai anh đâu. Phải không anh ơi? Nhớ người đó, người ta ngủ người này mới nghỉ. Kia, mà tối có ở đây có ngủ với ai không? Chưa, à, chưa, chưa, chưa. Có chị nào lại ngủ chung không anh nuôi? Chưa, chưa bao giờ. Cái giường vậy là em nghĩ không chị nào mà dám không, vô không, ngủ không, rồi. Không có cô nào dám vô đâu. Hả? Ừ, không dám đâu, không dám đâu. Không dám. Không dám rồi phải không? Thấy gì đâu mà còn hơn là cái gì nữa. Thì sao anh nhìn ra, anh nhìn thấy nó còn hơn là cái gì mà sao anh không dọn dẹp được vậy hả anh nuôi ha? Trời mưa nè, đem đồ vô. Nhìn ra được mà sao không dọn dẹp được là sao vậy ta? Như cái này em cũng khó hiểu quá, không biết câu trả lời sao à ta. Bao nhiêu năm nay mình biết hồi trước bên kia cũng vậy. Giờ dọn qua đây cũng... Dọn qua đây cũng vậy. Vậy thôi. Hình như em cả năm nay em mới xuống đây á. Đâu có gì vậy đâu, hơn 6 tháng à. Chưa tới hả? Tới 6 tháng hả? Mới 6 tháng vậy là hồi em cắt tóc cho anh tới giờ luôn hả anh nuôi? Lần sau thì có... Có ai cắt cho anh không? Có thằng nó coi thằng nào nó cắt sơ sài rồi cái đi ngang qua, có chị Hương đi ngang qua cổ sửa lại. Tóc dài quá. Lấy cái ghế đi ngồi đi để em chỉnh sửa lại cho anh cho nó gọn gàng chút xíu anh nuôi ơi. Dạ. Tết Việt Nam sắp đến rồi nè. Ăn Tết đồ này nọ. Có cái ghế nào được không nuôi? Kiếm cái được, chỗ được. Nào khô khô á. Chỉ có cái này thôi, chỉ có cái này là cái ghế thôi. Chú già thịt kho vẫn còn đây. Của thằng cà lót nó có điện, nó có đi làm á, nó mua một thịt lần 24 đồng. À, anh nuôi sáng ăn uống gì chưa anh nuôi? Chưa. Hả? Chưa đâu. Chưa ăn hả? Quần áo dục tắp ở đây coi. Ừ, đó. Bây giờ lấy làm gì anh? Đùi hả? Này nè, thấy không? Cái đó là gì? Ốc miêu. Ốc miêu là dễ ăn nhất mà. Vậy hả? Ê, anh chui cái này cho ai ngồi. Chui cho anh ngồi chứ ăn ngồi. Chui anh quá trời, nó đâu cần gì. Cái chui, cái quần đó. Của anh nó còn dơ hơn cái ghế đó rồi. Chụp ừ. Anh chui. À, ra chỗ anh cứ nói sáng, chỗ sáng nghiệt của anh nuôi không chịu không nổi luôn. Coi vòng vòng đây nè, quay cho bà con cô bác coi nè, quá trời luôn. Thêm một hồi đó, không. Đồ ăn người thì có mà đồ ăn chó vì đồ ăn mèo chó đó mèo chừng. Bao la hả? Có mèo, có hai con mèo con nó đi lạc ra đây. Ồ, con chó này con chó này anh nuôi baby sit này tiếng nữ của anh hả? Của anh chàng này hả? Của anh này, anh chàng này của anh chàng này nè. Chứ không phải tiếng nữ của anh hả? Không, anh nuôi à, cái đó anh nuôi có thích là thích chọn cái bông xô, chọn cái bông xô cho nó dễ. Anh làm sao anh kêu con này nó vô một cái đi anh nuôi đi vô đi con đi vô để nó xà quần sát bên anh rồi rô, em xây rô, rô, đi vô kia nhốt đi. Nó chổng một cái đi vô em trong, cắt tóc xong cửa rồi con. Rác rồi đóng cửa lại không có ra trời. Nữa nhau trời này của ai vậy anh nuôi cái của thằng Carlos có người chổng không anh
Chắc không có đâu. Vậy hả? Bây giờ anh nuôi có chòm xóm ở đây rồi ha. Thằng đó nó chuyên vùng lên hết. Chưa? Khỏi vào tay đi. Giờ sẽ... Rồi ngồi đây đi anh nuôi. Rồi rồi. Lúc nào đi cũng đứng cũng thấy lùm cụm rồi. Vậy hả? Ừ. À, trên đường tuổi 69. 68 qua rồi trên đường của tuổi 69. Trời đi thấy lùm cụm rồi ha. Lùm cụm rồi. Nay nhiêu anh, năm nay anh nhiêu rồi? 68 rưỡi. Định đây bao lâu nữa anh? Vài tháng nữa. Vài tháng. À. Nếu nếu vài để lên về chơi là vài tháng rồi dọn đi đâu? Rồi lên trên bờ. Đây. Tại vì nghe nói bây giờ housing cũng dễ lắm. Mà nó ưu tiên cho những người nào có quốc tịch. Với lại đi làm đủ trên 48 unit. Anh ơi, em từ đó giờ em cắt tóc cho anh nhiều lần rồi đó. À. Mà chưa bao giờ mà nghe được cái giọng ca của anh hết á. Hả? Phải không? Cứ kêu anh tám đồ mấy anh kia ca không à. Một lát á, em cắt xong cho anh rồi, anh phải thưởng em bài nhạc nha. Thưởng không? Để mới nào tôi xách cái đàn xuống nữa. Không, ca không về được rồi. Vừa đàn vừa hát mới đúng chứ. Vậy hả? Anh thường thường nhạc, anh nhớ bài nào không? Nhớ cái bài nào mà nó có vui vui trong, thí dụ như tại sao có ngày xưa Hoàng Thị. Ừ. Cô Phương biết sao không? Dạ. Hoàng Thị. Dạ. Thì đã hát em tan trường về anh theo ngọ về, tức là Hoàng Thị ngọ đó, chứ dạ, không phải là chữ ngọ. Ồ, vậy là cái chữ nó là hai nghĩa đó. Với hai nghĩa là ngõ, ngõ về, hoặc là tên là ngõ về, ngõ. Dạ. Bây giờ anh thuộc bài nào thôi, ca sơ sơ vài câu cho em thôi, em có tinh thần để em cắt tóc cho anh này. Cái đó dùng lệ phí cắt tóc. Đó, đúng rồi đó, lệ phí cắt tóc đó. Thôi, không đời không đóng mà hát cái gì. Thôi, hát chai vậy đó, nghe hay đó, nghe anh nuôi. Không... Anh nhớ nhạc xuân không? Bây giờ sắp Tết rồi nè. Nhạc xuân thì không nhớ đâu. Thôi giờ nhớ bài nào ca bài đó đi, không đòi hỏi, không dám đòi hỏi đâu. Anh là hồi trước là hải quân phải không? Không quân. À, không quân. Quân thì... Không quân. À, không quân mà có đi hành quân á. Phải không? Chứ ừ, phải không quân mà ở dưới đất mà kỹ thuật. Đó, không quân mà một câu đi, một câu đi bên Tải Thương anh ơi. À, một câu đi, một câu đi. Tại vì anh tám là em nghe hoài rồi. Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoàng trinh ư khép rồi lá cầu, trời buồn con nhện nhăn mau, em ơi hãy ngủ anh hầu hoạt đây. Hôm em mơ với hoạt này, chăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi mong vẫn bình thường. À ơi có tiếng thủy dương đôi bờ. Quên nữa rồi. Yeah, cái bài hay đó là, cái bài đó không phải là hát nói chữ tiếng em ở trong đó, nhưng mà em đó là người em ruột. Dạ. À, của nhạc sĩ Huy Cận. Huy Cận bỏ nhà đi lúc 10 tuổi, lúc 17, 16, 8 tuổi ảnh về nhà. Dạ. Thì tiếc làm sao đó, đúng là ngày cái đứa em gái của ảnh á 10 tuổi. Dạ. Bị cái bệnh mà dịch tả dịch thạch gì trong cái năm đó đó. Dạ. Ở ngoài Bắc đó. Đó thì cũng vừa mới chết đó, thì khi ảnh về anh thấy em ảnh nằm một đó rồi cái rồi
sau này ảnh mới viết một cái bài nhạc đó đó, ngậm ngùi đó, để mà tưởng nhớ đến người em ruột của ảnh. Đó, cũng ra nữa rồi, hay quá vậy đó. Hết cho anh nha. Có mà không đủ sao. Rồi, đâu có sao đâu không? Rồi, có đi vô, đi vô nhà. Rồi, không có thì không mang, đâu có sao đâu, anh em không mà. Cái gì đó mà. Hết cao vậy nó được. Không có gì hết. Ừ. Em cứ nghĩ là giống như anh nuôi á, nuôi... dù có dơ dơ chút xíu nhưng mà anh nuôi vẫn khỏe mạnh, anh nuôi vẫn sống bình thường. Thì cũng em cắt thì một chút cái tay em nó có dính tóc rồi chút xíu thì lát em sanitize lại cái gì đó nữa. Ha. Cái này cao quá không anh? Cao tốt chứ, cao tốt á. Cái này được không anh nuôi anh gờ cỡ đó. Dài quá ha. Thôi vậy được rồi, ở chỗ này được chứ ăn sao nhớ. Vậy đó thì ăn sao trắng óc luôn. Ừ, cũng như hết trong quân đội lính vậy đó. Lạ lắm hả? Lứa thứ tư rồi đó. Ai đem đồ ăn tới nó nhớ nó mừng lắm. Thực sự ở đây có thằng Brian đó, ở trong cái hội PAT đó, PAT á. Tuần ngày thứ năm là nó đi tới, nó phát đồ ăn có đồ ăn thường thôi chứ không có gì, không có mà không có thịt, không có hộp gà gì đâu. Đó. Rồi chú chó này thì cho một bịch đồ cho chú chó, rồi một bịch cho mấy con chó con ăn, rồi một bịch cho mèo nữa. Cái này chắc anh chắc 6 tháng rồi anh chưa tắm hay gì anh nuôi. Có phải tắm không? Chứ có chứ có cũng không cũng đi xuống nhà thờ tắm chứ. Ít quá. Có đi xuống nhà thờ tắm. Đi hả? Mà cũng 2 tuần rồi chưa đi. Hai tuần gì mà nói em 4 tháng. 2 tuần đó là trời mưa đi không tới. Thôi, cái này anh là 4-5 tháng anh chưa tắm luôn á. Dịch ít chần nè. Nhưng mà mấy tháng cũng sao. Tại vì ở đây khí hậu lạnh á, anh lạnh. Không tắm thì nó dơ nhưng mà nó cũng không có bị chí đỡ chỗ đó đó. Không có chí. Hả? Không có chí. Không có chí. Đâu có ngại mình. Cái này mà anh mà để ở Việt Nam là anh bảo em bảo đảm anh có chí. Ở Việt Nam khí hậu nóng. Nhậu, dễ sinh chí. Còn đây khí hậu nó lạnh mà anh có mấy tháng có anh không chí tắm. Là thường thường bị lây chứ. Thấy mà nói chuyện gần người có chí là nó nhảy qua cũng như con mồi chép vậy đó, nó nhảy. Chí biết nhảy nữa hả? Nó nhảy chứ. Nó bay qua. Chỉ biết nhảy được thôi chứ. Nó nhảy qua người khác. Nó nhảy chứ. Chí mà ta kêu chí đực không chứ đâu có ai kêu chí cái hết ha. Phải không? Em nói còn trời ơi con chí đực này nó bự quá trời luôn rồi nè. Em nhớ anh nói chí em mới nhớ. Còn nhỏ ha. Ta nói đầu của em á anh nuôi. Chí quá trời chí luôn anh ơi. Không biết tại sao xà bông hồi xưa việc chí khó không. Dở. Dở, xà bông cô ba là ngon nhất rồi. Thấy không? Hồi xưa cái xà bông á đầu em chí không à. Trời ơi, cái gì em cũng trải qua hết á. Sau này có xà bông đô nó mới sạch mới xong thôi chứ. Dạ. Cái đầu nó chí mà nó cứ nó như nó cắn mà cái đầu mình nó cứ nhột hoài nha. Sau này á có mấy cái xà bông diệt chí đồ này nọ có, thì nó đỡ. Chí đầu chí không à. Chí nó khác chứ nó còn bồ chét. Bồ chó ha, bồ chó. Thảy xuống biển ha, bồ chét thì nó cay mắt nó bung ra hết ráo rồi sạch sẽ. Dạ. Còn người ta đó đi đi biển đó, đi cả tháng thì mới vô bờ đó, trời ơi cái đầu mà về tới nhà đó lấy cái lược mà chảy xuống trời đất trời nó quá trời luôn vậy đó. Dạ. Cái nước biển nó
có chí thì nó sinh sôi nảy nở nhanh hơn. Yeah. Còn con bồ chét, con chó thì nó chết lẹ, nó chịu không nổi, nó cay mắt, nó nhả ra hết rồi. Bác chuẩn là đâu bằng nấm vậy? Cắt cái nấm. Chứ một chút ra kiểu à. Gọt lại ra kiểu. Cách này là mau nhất. Hôm qua em đi vô, hôm kia chứ em đi vô trong cái chỗ hội nghị, em gặp ông thầy dạy tóc của em, trời ơi, mười mấy hai chục năm. Ông coi cái YouTube của em cũng hết hồn. Không ngờ có đệ tử mà đi học tóc xong rồi đi hớt tóc cho mấy anh. Cũng hay. Thầy nói trời ơi thầy ơi thầy, em học tóc của thầy xong rồi em tốn thời gian cả năm trời, giờ em không có làm cho khách mà em đi giúp người hôm đấy. Chứ không phải thầy nói ủa cũng tốt. Chứ không phải học ở chỗ cái trường mà ở chợ Marina Food sao? Không, em học ở ngay chỗ anh biết Coffee Lover không? Hồi biết trước rồi, á. Biết rồi. Coffee Lover ở đường Cáp Bị Tò nè, có cái trường hồi trước đó. Anh biết phải không anh ơi? Biết. Đó. Chỗ Ross á. À. Cái thằng Rod á, đó là học là bên kia là cái gì lớp Red Lobster gần đó. Dạ. Hồi đó học phải tốn 1600 giờ á. Oh, anh học, nuôi học hết 3 tiếng chung hết đó phải không? Dạ. Đúng rồi. Học cái đó, nó học cái đó là nó cho mình học nail đồ luôn. Nail, luôn hết tóc luôn, nail luôn, facial luôn. Dạ. Tóc nail facial luôn. À. Học cái đó có tiện hơn. Chứ còn cái người mà hướng dẫn ở trong cái trường, mà chỗ mà Marina Food á. Dạ. Ở trong đó có cô Nico. Vậy hả anh? À, cô cũng huấn luyện viên mà tổng nó cổ cũng dễ thương lắm. Ăn chay trường. Cô đi cô mà dạy làm tóc. Đúng rồi. Đó, chắc dụng tóc không cái gì. Đúng rồi, cô hết tóc nhiều hơn là... Vậy hả? À. Sao đi đâu anh vô trong đó mà anh biết vậy? Tại vì hồi đó hai cô vợ người Huế. Đó, chứ là cô em vợ sau này qua nữa thì cũng một thay tôi chở đi học. Trở về không mẹ? Vậy hả? Hồi đó hình như cái cô vợ người Huế đã có xuống đây kiếm ảnh thăm phải không? Có một lần. Bây giờ cổ có đi xuống thăm nữa không anh nuôi? Có một lần một đó thôi à. Vậy hả? Có một lần một. Rồi cổ về cái lúc mà ba má qua đi thăm á cổ đó thì có nói chuyện. Cái cô đó là anh bảo lãnh của qua hả? Dạ đúng rồi, cô Huế đó. Bây giờ cổ cuối cùng rồi đó. Nhớ ơn anh lắm à. Nhớ gì vậy? Đâu bây giờ cô nói có đưa em qua đây là em bạn cả cũng em đã làm thì em đưa qua đây có một đợt trước rồi có đứa con gái rồi, rồi cái ông này là ông sau nữa nè. Ừ. bước qua đây được rồi cái đủ rồi đủ. Sao ở dưới đây giờ sao cuộc sống hàng ngày y chang vậy rồi cũng có vậy chị nào rồi. Lại đeo đuổi anh không nè? Không có đâu. Hả? Không có. Có chị nào lại kiếm anh không nè? Không có rồi, không có chừng nào chị nào lại kiếm anh dứt dắt cuộc đời còn lại. Cũng phải mai đi làm đó, đi kiếm mảng làm là nó mới có cơ hội. Có chị nào lại đi kiếm anh dứt dắt cuộc đời còn lại của anh không nè? Đó. Đúng không? Có mà chắc cũng không dám đâu.
anh nuôi á, rồi bây giờ lớn tuổi rồi chứ hồi lúc trẻ chắc em nghĩ anh nuôi cũng đa tình lắm luôn à. Hả? Đâu có đâu, có đa không? Tình đâu. Mỗi trường học có một một ở Vũng Tàu có bao nhiêu trường đó, thì có cũng có một cô. À, vậy hả? À. Chó này mỗi lần em lại giờ giết rồi lại giết cũng quen em luôn rồi sao hả? Nó nhớ nó quen quen chứ gặp cái thằng Mai Anh mà đem đồ ăn xuống cho thì nó mừng dữ lắm. Đây hả? Đem đồ ăn xuống cho nó ăn mà nó mừng dữ lắm. Nó thấy cắt tóc vậy thấy nó thấy ngộ, cái làm cái gì ngộ vậy, nó thấy ngộ lắm, nó đứng nó dòm mày. Ngon lành chứ, cũng ra kiểu chứ đâu phải cắt dụng về đâu, cũng qua trường lớp rồi thầy tính dạy. Đâu muốn phụ lòng thầy tính đâu. Trời ơi, thầy dạy em 1600 giờ, giờ em đi cắt không lép không em ơi. Nhà mình thấy bên lề đường thấy nhiều người họ cắt tóc miễn phí lắm. Video này gửi lên để lên cho thầy Tấn coi. Thầy ơi, em cắt tóc như vậy con thầy còn coi, thấy có cô thầy Hương có cũng gì tới thầy đi nhắn tin cho em biết nha cái gì thầy. đó, đi kêu người hết tóc ha, hết tóc rồi phải cho tiền người ta uống cà phê rồi cho gói thuốc người ta mới chịu cho cắt. Chứ tại vì lúc đó chị Hương chị... phí công tao quá, tao chỉ không bữa em hỏi thầy Tấn thầy thầy thấy em cắt được không, nó tốt, em quá làm đẹp vậy rồi. Là quá tốt rồi, tay chân gì nhuyễn rồi. Anh nuôi anh biết anh Phúc Sóc Trăng ở đâu không anh nuôi? Anh Phúc á, Phúc đầu chọc đó. Không biết đâu, không biết. Phúc thầy ơi. Cái ông mà quánh quánh trong người ổng rầm tự ổng đánh ông đó hả? Không phải anh đó, anh hay mang ba lô đi vòng vòng á. Không biết đâu. Đây nè, cái ông Phúc hồi kỳ kia ông ở đằng này nè. Đằng gần gần nhà anh Đoàn á. Cái nhà anh Đoàn giờ hồi trước á. Mà bây giờ anh dời về đó rồi. Anh nhớ không anh ơi? Phúc á, anh tên Phúc á, Việt Nam mà. Anh hay đi anh ít nói lắm, anh đó ít nói. Không biết đâu. Gì mà không biết. Chứ lên phút là thấy cũng lạ lạ. Vậy hả? Ở đây ai cũng biết mà. Ở đây cũng có ông Liêm là già nhất ở đây. Gì anh Liêm? Anh Liêm giờ anh đâu ở dưới đây hả? Anh ở bên kia kìa. Anh ở đâu? Mấy bữa anh ở cái nhà bây giờ đó là kế bên nhà của người Hoài với lại ông Liêm hả? Cô Trina đó. Vậy hả? À. Giờ anh có hay xuống với anh Hoài chơi không? Có. Vậy hả? Bao lâu xuống lần? Mấy bữa 2-3 ngày xuống lần vậy đó. Vậy hả? Vậy là bữa nay em xuống đây em thăm anh là em hên đó phải không? Xuống ở nhà nhiều chứ. Vậy khi hả? Nào mà có chuyện mà chạy xuống dưới đó đi lấy đồ bạc của cho anh lau mặt giùm em cái của anh Đậu á. Dạ. Anh lau mặt. Đi lấy để phủi tóc cho sạch xong rồi hả chùi. Để chùi nó ướt cái nó chay nó dính. Rồi giờ cái ở trong nhà mà đút lửa đó. Uh-huh. Nó ám vào trong tay mặt hết nè. Vậy rồi sao em úp kê mặt vô hung được anh? Phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ rồi em úp nó tự tin hung chứ. Hả? Thôi chạy. Có sao để vậy đi. Chứ về sao? Anh phải dừng nào có rồi mới tính chứ. Muốn em út ghiền thì mình phải vệ sinh sạch sẽ, coi như ngày nào mình phải tắm chứ làm gì làm phải tắm gội sạch sẽ đi. Chút đi tắm chút nấu nước tắm.
có sẵn. Vô có quen không con? Quen không? Quen hả? Quá tài rồi. Anh cười hề 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 hề. Tóc đẹp bạc, tóc, nhìn thấy là tóc rồi tóc. Giọng cười anh nuôi no, 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 á, là no, no, làm no. Nhiều nhiều chị mê mẩn á, anh nuôi. Phải không? Không dám đâu. Cuộc đời của anh từ đó giờ anh trải qua cái kỷ niệm gì mà anh nhớ nhất anh kể cho em nghe anh nuôi. Kỷ niệm gì mà vui vui á, nhớ nhất. Có chị nào làm cho anh vui không? Có năm đại lục tới năm thì qua, qua tới năm đại ngủ để tứ cô đã đi về. Cô nào? Cô đầu tiên ở trường trung học đó. Rồi kể cô đầu tiên cái cổ đầu tiên trong đời á ha. À cái rồi. Cổ về nghe lời cha mẹ dọn nhà về Bà Rịa. Cô nó cũng bị tử thương rồi, không thấy cô nữa. Vậy hả? Rồi cô đó mất tiêu luôn hả? Mất luôn. Coi như là người tình đầu tiên phải không? Đúng rồi đó, người mà chưa dám nắm tay nữa mà. Trời ơi chưa nắm tay rồi. Chỉ sao thơ, vậy sao lúc đó hiền vậy không à? Chứ phải gặp mà nuôi bây giờ là chắc nuôi chớp liền. Bây giờ cũng vậy thôi. Hả? Bây giờ cũng vậy thôi. Gì đâu. Sao là hiền vậy? Nắm tay còn không dám nữa hả? Em còn có một hai ngày nữa em đi Việt Nam rồi mà em phải xuống đây thăm mấy anh nè. Về Việt Nam. Dạ. Anh thấy em có khác không? Không, cũng thấy. Ờ, em thấy cũng vậy. Vậy ờ, còn già xấu đi nữa ha. Không, thấy trẻ hơn chứ. Chứ phải già xấu đi hả? Không có. Già xấu đi nữa, không khác, tiều tị, nhăn nheo, mặt mày thì... Đà, thấy ốm lại chút thôi chứ. Ốm không? Chứ không phải hốc hác tiều tị mặt mày nhăn nheo ạ. À? Hồi nào giờ đâu có thấy nó nếp nhăn nào đâu. Ôi nhăn quá trời luôn chứ nhăn gì ạ. Anh có biết là... Anh có biết em là... Anh tiếp xúc với em nhiều chứ anh có biết là... Cái thú vui của em là gì không? Thích đi lập dòng xã hội từ thiện giúp đỡ những người homeless là gì đó. Phải không? Rồi, đúng không? Hay dữ trời. Hả? Đúng rồi. Hay, thích làm công luôn. Việc xã hội. Sao anh biết vậy? Sao anh đón được hay vậy? Không thấy chứ xuống đây thường thường đi hỏi người này quay kiếm người kia rồi tặng đồ ăn đồ uống là đó nhiều mà. Vì sao anh không có cái suy nghĩ khác mà anh lại suy nghĩ như vậy anh? Trước mắt thấy cái gì thì nói cái đó thôi. Thấy được gần sau không? Không giống như mình làm nhưng mà giống như em nè, em làm nhưng mà được anh nuôi, cảm nhận gì em cũng thấy mừng phải không, thấy vui. Chứ, đúng rồi, chứ ít người mà kiểu làm xã hội lắm, rồi xã hội để làm gì? Em đi làm đi, đã đi làm trong hãng xưởng đã cực nhọc rồi, về nhà không chịu nghỉ ngơi còn đi làm xã hội trong những ngày bích kèm nữa. Cái này cái tại vì chuyện quá tốt rồi gì nữa. Em tưởng tượng cái mặt anh giống như là anh biết cái gì không anh nuôi? À, giống như cái bánh bèo. Em nói anh đừng buồn, cái mặt anh với cái da anh á giống như là hồi trước nhà em có cái nồi mà cái nồi trắng mà mình mới mua về mà mình bắt lên trên cái bếp nè. Cái mình nấu cái nó bị đen ở ngoài, cái chùi một lát cái là nó trắng lại hả? Yeah.
Có nghĩa là đúng là em xuống đây em giống như em quánh bóng lại. Hả? Dạ. Cảm giác giống như vậy đó, thật sự ra mấy anh á, cái bề đó. ngoài của mấy anh á, tại vì Nghĩa, ở đây đó, ít đó. tắm thì nó dính nó dơ nó đen Dơ, đúa đồ này đúng rồi. nọ, chứ thật sự ra chút cái mình chùi cái dơ này ra Đúng giống như ra cái hết rồi, nồi, nhưng cái cái nồi cục nó chùi sáng nồi à. mà mình chùi cái nồi mà nó bị khói bị bụi á anh nuôi. Nghĩ khác, nghĩ là nuôi là giống một cái lưu đồng vậy. Năm mình chùi lên là sáng lên. Phải có người đánh bóng, nó đánh bóng như, đang đánh bóng lưu đồng cũng đúng gần rồi. Tết, gần Tết Việt Nam nó thì gần Tết Việt chùi Nam mình chùi phải đồng đánh bóng lưu đánh. đồng, đúng rồi. Đúng là anh xã em năm bữa qua xã phải hay chứ, lớn tuổi em phải Đúng hay đúng hay. không, Ừ. phải không? Ừ. Bởi vậy còn em là em thí dụ gì mà kỳ quá rồi. Tự nhiên đi thí dụ cái nồi mà bị Anh đâu có sao đâu, bị ví dụ thôi mà thôi vậy chứ nói gì chứ làm gì, làm chứ cũng thích lên bờ đi làm, thích gì anh lên bờ đi làm vậy hả? đi làm chứ cái hồi đó đang đang làm ngon lành đó, nó anh trên phi mình đó Vậy hả? lương ngon lắm chứ, 17-18 rồi cũng là lương tối thiểu đó, đó. Vậy hả? Nhưng mà trên 61 tuổi chứ lúc đó anh tôi cũng 83 rồi đó, trong cùng một ngày đó là cho về hết luôn, rồi sau đó nó cho 2 tuần lễ lương trong hãng, trong hãng nó cho Lương đi kiếm việc khác. đi kiếm việc khác, đi chạy về đây làm cái job mà đi giữ một cái máy là cái máy đổi nước đó, đổi nước lọc đó, đổi nước lọc trong cái máy đó thì có máy giặt máy sấy luôn, nó nằm ngay trên con đường Capitol với lại Capitol Expressway với lại Capitol Avenue ngay chỗ đó đó. À, mấy anh à, thấy em rồi đi xuống đây giúp rồi, mấy anh Thì có khi nào cảm thấy ngại không? Thôi, thôi đừng giúp không? ngại Giúp chi? Hả? cái gì, người ta có lòng tốt người tới người ta thăm đến lại nó vui Cái mới đúng nào chứ. đó giúp chi? Để vậy sao em nghe nói mà giúp mà sạch sẽ quá, cái mình đi ra ngoài mình đứng góc ngã tư mình xin nó khó lắm, phải để Không phong phải đâu, trần đầu cổ rồi này nó cũng tóc không phải tai cái gì bù đó, xù vậy mình có đứng mình nhiều xin người nó dễ. không 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 thích là họ sợ lên YouTube đó thì có người bà con bên, có thể là bà con ở bên Mỹ, có thể đôi khi bên Việt Nam người ta thấy trời đất ơi nó qua bên Mỹ thì sao mà nó khổ quá vậy. Nhưng mà anh bây giờ anh còn có sợ không anh ơi? Không không có Trời gì phải ơi, anh bây sợ, giờ nổi tiếng trên YouTube thì còn gì nữa mà thì sợ. người nói ủa sao ở Mỹ nó khổ dữ vậy, ra đâu phải khổ trăm đâu, ngàn người mà có một vài người khổ giống như anh nuôi vậy thôi. tại anh nuôi anh thích khổ chứ đâu phải có gì thì là anh mà khổ đâu đâu có gì anh. đâu mà khổ, thấy không? Đâu có gì đâu khổ, Đâu có cái gì này đâu là anh khổ. tự chọn mà, phải không? Đó vậy đó, Đúng không? tự chọn sống đời sống như vậy là thiên nhiên. Sống thiên nhiên hoang dã, phải không? Tối tối được nghe Tối tiếng nè chim kêu đồ này rồi, phải không? Phải đây không? không có tiếng chim kêu mà có tiếng con fox đó. Vậy Cái hả? con mà con cái con cáo mà màu đỏ đó Ôi vậy mà cái hả? đuôi nó xù ra đó, Ồ. anh em mà mấy cái đứa con đó mà nó lạc bầy á là mẹ nó chưa về kịp á, khóc như con nít vậy Vậy hả? Cắt cái móng tay em. vẫn còn Anh khói nuôi không biết ca giọng cổ anh ơi. nè, Trời ơi, vậy anh nuôi dở hơn em không rồi. biết Vài câu giọng cổ bù lon còn biết ca mà. đâu nó xuất theo tân nhạc không Hả? à, nhạc mà nhạc hồi xưa đó, Anh chưa bao giờ nghe nhạc mà ca ca cổ bây giờ nghe nhà ngoài đặc. bữa nào nghe hát Hả? á, nhạc nhạc đang gọi nhạc tiền chiến không á, Ca giọng cổ á, anh không chưa bao giờ ca giọng cổ hả? chưa bao giờ. Trời ơi, ca lại vài câu đi anh
ca thử rồi, chưa bao giờ giờ anh mới ca nè. Hả? Mà anh đâu. Thuộc bài nào không? Không thuộc bài nào hết á. Không thuộc bài nào hả? Trời ơi, ngón tay à. Nút riết rồi cái nó dần gà hết rồi. Trời ơi, em nắm tay anh giống như em nắm tay 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 em. Giống như đẹp quá ha. Anh còn cái ngón tay này anh nó làm bị, gì anh móc cái gì mà nó cong vòng vậy? Bị té nó. Chứ không phải móc cái gì tầm bậy tầm bạ nó cong hả? Không có đâu. Bị té đó nha. Có móc cái gì không? Bị té xe đạp hồi nhỏ. Vậy hả? Ôi tự nhiên cong luôn, này cong luôn. Nhìn cho nó. Tưởng biết ca giọng cổ, ca một hai câu rồi này nọ. Tặng em. Đúng không? Cắt nổi nè. Này dậy quá. Nghiêng nghiêng. Trời ơi. Cứng quá. Cứng quá. Cái loại mà cái cắt ngón tay mà loại nhỏ nhất á, cắt dám gãy lắm á. Em đi quay nó bị gãy rồi nha, mấy cái em quay lên anh là em bỏ lên YouTube ở trên mạng á nha, nhiều người theo dõi anh như lắm, anh giờ anh nổi tiếng lắm á nha. Nói tới anh nuôi là ai cũng biết hết hả, cô bác anh chị ở trên mạng á thương em á ha. Em quay ví dụ em quay anh này cái là nhắc em Phương ơi tới anh tám nha. Xong rồi anh tám xong rồi cái tới anh nuôi nha, anh Phúc nữa nè nha. Rồi anh quá nè, trời ơi nhắc lần lần em đó nè. Quá dương quá. Chùi mũi. Quá rồi nè. Chùi mũi à, chùi anh. Đinh quá là dương, đọc là dương quá thằng anh đó nè hả? Tôi cũng chưa gặp mặt lần nào à. Nghe tên vậy thôi. Thì mũi chùi đi anh. Trời ơi, đen hết rồi. Thuốc ở đây mua bao nhiêu tiền được? 10 đồng 4 gói. 10 đồng 4 gói. 10 đồng 4 gói mua có 1 tiếng á. Ở trên ở đây không phải chạy lên trển mua. Chứ còn ở đây nó cũng bán 5 đồng gói à. Em cắt ngón tay anh nha, em tưởng tượng giống như cắt ngón tay cho con của mình quá. Trời ơi. Nó đóng đèn thui thù lùi hết. Làm gì vậy con? Rồi. Sau này á mấy đứa con em nó lớn lên à. Em già đi không biết nó có chịu ngồi nó cắt tay cho mình vậy không. Cắt được, nó cắt được cũng là may rồi đấy chứ. Già gì cắt đến đưa mà ra ngồi spa làm luôn. Vừa sướng má vừa khỏe nó. Chở em ra ngoài đó luôn. Trong người yếu lắm sao mà cân xanh nổi hết vậy nè. Ôi, em hả? Không phải yếu mà giống như em cực hồi nhỏ tới lớn ha. Em làm dữ lắm anh nuôi chứ đang, em không có yếu. Em đang, làm đang lẽ anh biết cuộc sống mà khi mà mình đủ ăn đủ mặc đủ xài là mình phải bỏ công bỏ sức ra mình làm dữ lắm chứ, mình đâu phải ăn không ngồi rồi mà được ăn bát vàng đó nuôi, phải không? Nhìn bằng tay em là biết em đâu phải là dân tiểu thơ đại cát gì đâu, thấy cái gì là làm cái đó chứ đâu có nạnh nhẹ ai được. Ở nhà cũng vậy, trời ơi cái móng này không có được. Thấy làm anh ơi, cái bằng tay vậy nó có làm việc gì nặng đâu. Thôi vậy chứ không làm nặng nhưng mà cũng làm lắc nhắc tối ngày ở nhà. Dạ. Cái này đau không anh Nung? Không có đau mà sợ gãy cái kèm á. Đau vậy? Cái kèm nó mỏng lắm, cái cắt phé mà chứ không phải cắt ngón tay. Không, cái loại này cắt dày á. Cái kèm nó kèm cắt phé chứ không phải cắt ngón tay. Cắt cái gì vậy?
chó này thấy em lại nó mừng hay gì nó mừng hả? Đi yêu em xuống đây mà được chó mừng vậy là mình cũng mừng. Đi xuống mà chó thấy mình nó cũng chạy luôn là mệt luôn. Nó thấy lạ. Đây con mừng vậy là mừng rồi ha. Ha. Lát cho con ăn một hộp xúc xích. Nó nhớ. Nó quen nhiều lần rồi đó chứ. Cưng nha. Nó mốt xuống không có sữa nha không? Có sữa cũng sữa mừng á. Thấy không? Rồi dục cái đó đi anh luôn. Trời ơi. Chút nữa không? Nè, chùi mặt lại, chùi uống cà phê rồi nuôi ơi. Nuôi. Có. Để coi có cái nha. Có bàn nhỏ nhỏ gì không? Có một cái mặt bàn mà không biết để dạ. Đâu rồi kìa. Giờ chuyến này xuống đây thấy anh nuôi nó lụm cụm hơn rồi đó. Ha. Nhưng mà được. Phượng á thì không. Xuống dưới này á Phượng thấy mấy anh như vậy á Phượng rất là nói thiệt, nói thật lòng luôn, rất là thích giúp. Tại vì Phượng giúp cái này là giống như cái thú vui của Phượng, Phượng thấy Phượng giúp được một cái là Phượng vui lắm. Về nhà coi những cái video mà mình giúp lại mình cảm thấy giống như Phượng giúp chính bản thân của Phượng vậy đó. Phượng cảm nhận vậy. Phải không ạ? Em cảm nhận á. Em thấy em vui lắm anh ơi. Giống như em giúp anh đúng mà đúng giống như em giống như em cảm giác giống như em giúp chính bản thân của em vậy đó. Cho nó sạch sẽ coi nè, không? Giờ mặt này mặt đi ăn hỏi ăn cưới được rồi chứ đâu. Phong trần giống như nãy đâu. Mày sao giờ kiếm gì anh ơi? Kiếm cái gì làm cái mặt bàn phải không? Đúng rồi. Đây nè. Có cái nào không? Cái gì á? Ôi ôi, có cái áo mới được. Áo gì mà nó móc quá, nó ỉ ỉ. Nó ỉ ỉ quá rồi anh nuôi ơi, không được đâu anh nuôi ơi. Không phải. Cái này là cái tập về. Đây nè. Cái tập về mới được. Trời ơi cái khăn này. Cái bàn kìa, chứ còn cái này không được rồi, dơ quá. Rồi cái đó sạch nhất. Cái này được rồi. Mà ưu nuôi. Mà ưu nuôi. Quyền nuôi. Em mà đánh dần vậy chắc ông thầy ông dạy em hồi xưa chắc ông khóc chết luôn á. Nè, anh nuôi. Nè ưu nuôi quyền nuôi. Lại đây giùm em cái đi. Bên họ, mẹ rồi con hả? Đã nuôi con nên dốc nên hình. Em thấy anh nuôi em nhớ cái bài mà con gái của mẹ. Ý cho mấy anh ở dưới suối nè, áo này áo mới nha. Áo mới mà sợ màu trắng. Trời ơi anh lấy cái gì mà cái tập về. Tôi. Đừng có lao. Không, đừng lao đó anh nuôi ơi. Được rồi. Cởi cái áo này ra nè, bận cái áo này vô cho anh thơm tho cái nè. Rồi. Cởi ra đi anh nuôi. Rồi. Tả lại chỗ cũ cái này. Ôi, nuôi giờ anh lùm cụm một. Thuốc lá. Thuốc quẹt. Lùm cụm mà anh tiểu trong quần luôn. Không biết có bị tiểu gắt, tiểu gì không? Nghiệp ghê. Ốm quá mà. Ốm hả? Ừ. Ốm mà mắt đi. Nhắm mắt vào dữ lắm á. Tại vì bạn có quần rồi thấy rộng là biết rồi, ừ. Thấy không? Trời trời cởi em chồng cái này sọt cái này vô đó. Áo lâu quá không giặt rồi. Đây, sạc con ra phan luôn. Vậy đó. À, quên cái đó ha. Có cái gì? Rồi. Để đó đi. Rồi lại đây. Có bụng quá nè.
ơi anh ơi. Ô phê cho tỉnh táo đi anh nuôi ơi. Ha. Anh nuôi ha. Ngồi đây anh nuôi. Chút. Đây nè. Oh, mì tô. Tưởng cho em một lon. Tội em nãy giờ em cứ đòi hoài nè. Đâu rồi? Anh nuôi. Đây nè, lại đây là con. Lại đây con. Đó, 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 đó. Cái này dơ không được. Được, 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 được. Để vậy nó ăn được hả? Được, được. Được. Không được rồi. Đếm nước đó anh. Cho cái nước nó uống trước đi rồi cái đổ lên cái tờ giấy đó. Ừ, đâu, khách tự đâu. Biết rồi. Rồi. Rồi liếm hết trơn kìa. Nó đi khác, nó đi giấu mà. Giấu cãi anh phải, biết nó đi, mà, nó cãi đi. Nó biết lắm, úp lại nó chứ. Nè. Cái này cũng là cái to rồi. Không, uống cà phê không? Ý em hỏi anh uống cà phê em pha cho anh uống á. Ăn mì. Cà phê thì đưa cho anh vài cái rồi cái anh sẵn nước sôi đó anh đổ vô. Dạ. Đó thấy không, cái nước sôi sẵn rồi. Nuôi sáng nó bụng rồi ha. À đó chứ. Trong đây có cái hộp sẵn. Gia vị rồi nó ngon lắm á. Cái này như là sủi cảo. Sủi cảo. Sủi cảo. Sủi cảo. Mì sủi cảo cho anh nuôi. Package. Em nghĩ ra cái cách này là mau gọn lẹ cho anh nhất. Chứ giờ sách vô trong chỗ mấy cái chỗ này á. Xa đâu này nọ, em sách mấy cái kia ấy quá. Ừ, đúng rồi ha. Nó gọn mà nó không có bị ấy. Bỏ mấy cái này vô cho anh ăn. Này ăn để vô ăn cũng ngon ha anh. Ngon chứ. Hả? Ngon lắm á. Viên đa xóa xịt đó. Bây giờ làm sạch sẽ rồi can bài tặng nữa đi chứ. Trong thời gian chờ đợi nè. Hồi xưa thì còn trẻ thì còn đi hát cho. Đưa cái nước này cho nó. Bài... Nè, nè con, nè con, nè con, nè con. Nè. Hát du ca. Dạ. Nhưng mà có thuộc bài nào không anh nuôi? Nhiều lắm mà. Vậy hả? Toàn là nhạc cũng như là nhạc của Nguyễn Đức Quang đó. Nó không phải chống cộng mà nó cũng giống tự như nhạc của nè, nay em lại của gì không? Của Chứng Ấp La để vô nữa. Trịnh Công Sơn vậy đó, tự ở vậy đó. Em bữa nay em ngồi em nhập tiệc em ăn với anh nuôi chứ. Hả? Cũng ăn luôn đó hả? Anh em mà ăn cứ để nhiều khi anh ăn rồi em ngồi em nhìn miệng anh ăn mất công anh mất cỡ nữa phải không, ăn cho có anh em mình cho có tình. Hả? Mày đổ hết rồi hả? Hết rồi cái đồ khôn lắm, nó biết ngậm đi là nó biết ngậm cửa ra nữa kìa. Đây này hết rồi con ơi, có một con lon này cho luôn ha. Đây. Cho luôn ha. Nè. Cho con nè, cái phần con nè. Hy sinh hết rồi. Để cho nó hết rồi. Vô. Rồi đi rồi. Đi rồi. Đi đi, sợ ở đây sợ mất phần. Sợ mất. Nói vậy đó. Anh ơi nuôi ơi. Em mình xuống như vậy. Con muộn người ấy gì sao? Có. Nhưng mà có quên cái là quên đem ly cà phê thôi. Em bây giờ mới có 40 mấy tuổi mà đầu nhiều khi
quên trước quên sau hết trơn à. Kỳ. Hồi nãy đi là biết là thấy sắp xếp hết trơn rồi đó. Biết lấy cái này lấy cái kia. Đâu có ai cũng là thiên tài đâu mà cái gì cũng nhớ đâu. Vậy mà dở anh ơi. Đâu phải như là cái người nhớ mà dạ. Giỏi nhất Việt Nam cái thời đó là Mạc Đính Chi. Em có cách, em có cái ly này để em pha cho anh. Anh nuôi một ly để uống. Lâu lâu xuống đây gặp anh nuôi thì giống như anh em mình à. Hả anh ơi? Quen mấy năm rồi, thấy không? Có ai hỏi ông Phượng Cali sao à, anh nuôi cái nói cái gì có người nói là có việc khác làm rồi không có làm cái này nữa vậy hả? À không biết cái việc khác là việc gì đó không biết, chắc là làm ở trong hãng xưởng rồi đó. Lúc này ơi lúc này kinh tế lên đó. Dạ. Làm dữ lắm. Ta cho anh nuôi ly cà phê uống nè. Ăn có ly cà phê uống là ngon rồi. Em nhớ có đợt em hồi trước em xuống dưới đây em nấu ăn với anh nuôi mất cười quá. Nấu trái bầu rồi ăn á. Trời ơi em về em coi cái mặt em á bù lem bù lút đỏ không luôn. Nè anh nuôi. Mấy anh này á đem xuống đây về giúp ăn một bữa ăn rồi một này bữa. Nọ cho vui vậy thôi anh Dũng chứ không thật ăn sự luôn, anh Dũng. Chứ nếu mà khi mà giúp cho ảnh thì cũng nhờ tất cả quý bà con của bác phụ tay chứ một bữa ăn đâu thấm thía là bạo đâu. Phải không anh nuôi á? Có là cái mà quý quá lắm một rồi, một bữa ăn mà. Ngon không? Bây giờ mình ăn để cho ngon người lắm. Quay phim ngon lắm ạ. Ngon ha. Ừ. Anh ăn thôi. Ăn đi. Còn một cái nữa nè. Không không. Để bụng về nhà ăn cơm. Em đói ăn chứ. Em đói mà tại vì sáng giờ chưa ăn em gì. Em phải ngồi ăn với anh nuôi. Không có ghế ngồi. Được rồi, em ngồi vậy là vừa tầm em rồi. À. Còn cái trứng cho con chó luôn ha. Nó hủi hủi nè. Em cho chó ăn anh nuôi. Hả? Cho chó ăn nó ăn của con cái rồi. Con đừng cắt. Cho. Nó nuốt trọng luôn rồi. Đồ vô. Hôm nay được sướng nha. Sao mà ăn không chịu nhai từ từ để mình thưởng thức cho con. Làm gì mà lè dữ vậy? Biết vì sao không? Sao vậy? Nó là chó mà mấy cục xương đó mình dạy không nổi cho để rốt hai cái là nó rút trọng à. Yeah. Ăn vậy thấy vui anh nuôi nha. Ăn này thấy ngon nha. Yeah. Anh em mình ăn vậy thấy vui. Mời quý bà con cô bác ăn mì với Phượng nha. Đó. Coi Phượng ăn mì. Ăn gì nổi. Sai. Mì cho nó ăn chín. Bây giờ vừa ăn mà nó vừa nhìn miệng vậy sao ăn vô trời. Con chó ăn luôn cho gọi hết hả? Hả? Miếng rồi con bao nhiêu để cho nó. Nhiều lắm. Nhà có cơm nãy không có đem theo, đem mấy hộp này thôi. Một đôi đó ăn mì à? Biết nha. Ừ. Có cho cái gì mà không biết ăn mà tỉnh sợ cay nó ăn con. Hả nóng sợ nóng. Ăn con nó được. Nó sửa nóng mà sợ mà nó không biết ăn cay nữa. Không cay đâu. Là nóng nè. Ăn đi. Để ngồi ăn cho. Ừ. Ăn đi ăn được cái gì ăn. Nóng không? Còn nóng. Ăn đi nha. Được không?
cái này không 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 hấp dẫn bằng cái hot hot dog kìa. Thịt mì không 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 thích ăn nè, để đây chút nguội ăn đi, ăn đi. Mà mong chúng đem có sủa ra chưa. Thank you. Dâm. Chứ còn em đi giúp cho mấy anh kia, em thích rủ ra ngoài nhà hàng ngồi ăn cho nó tươm tất chút xíu, chứ ăn về thì mì tôm mì gói này cũng ấy, nhưng mà em cũng chuẩn bị trước cho anh mấy cái này. Nói chung là ăn đúng cũng rồi. Được ăn được ngon chứ, ngon dạ ngon. Ừ. Rồi đây thường thường cũng mua được mấy cái mì ông nói là ăn dạ. Chứ mì lây rồi người ta có cho, mà mấy cái này người ta làm tô tô vậy, mình ăn xong mình bỏ luôn tùy tiện ha nuôi ha. Đúng rồi. Ăn ở đây thấy mì gói là hay là thông dụng nhất á. Dạ. Làm biến nó ăn đi đem mà về mệt cái là thôi khỏi nấu cơm ăn mì rồi vậy đó. Thường anh ở trong đây chắc vùng sâu xa này chắc ít ai vô trong đây giúp anh á anh nuôi ha. Đúng rồi, không có giúp ai hết á. Dạ. Có cái hội tác đó, có một tay anh đó, thằng nào cũng cho tới hỏi thăm hết á, có gì cần giúp đỡ không, có cái gì đâu giúp đỡ, giấy tờ bị lạc còn từ từ làm lại được hết là không sao đâu. Dạ. Anh bị mất cái bóp á, mất hoài à. Lấy cái xe đẩy nhỏ nhỏ đi được không? Còn cái này nắng luôn. Năm nay ở đây có thấy người khoảng chừng 8 người chết. Tôi không biết anh đốt anh làm gì quá trời luôn ha. Ở dưới đây mà buổi tối chắc ở chắc mình em chắc em sợ lắm trời. Ồ, ý tưởng nè anh. Trong su nè. Nuôi trong su hả anh nuôi? Su. Su. Chúng ta cái gì không biết không? Cái gì không biết, em còn biết, anh không biết. Trái su vẽ mặt người ta. Trồng su. Trái su trồng cái đất, trồng bên cây à. Kỳ vậy. Anh giờ nhìn xa anh thấy khác luôn ha. Hồi nãy xong mà thấy bây giờ em nói giống như cái nồi mà mình nấu bị đóng khói vậy, mình chùi cho nó sạch. Anh nói cái giá trị chùi lưu động. Trời ơi, trời. Chùi lưu động. Nè con. Bây giờ đi lại vòng đây coi. Nè, ở dưới đó. Đây mà buổi tối mà Phượng Châu ở dưới đây là cũng ngán lắm luôn rồi trời. Trời trời chuyển mưa quá nè anh nuôi ơi. Coi sao chứ, để lát là mưa gió bão bùng rồi sao mà đi nè. Đi bây giờ luôn. Cũng từ từ đi anh nuôi. Xuống đây nè. Uống phê đi, từ từ đi anh. Để này lên cao một chút. Trước sau con chó mấy con lên nó đáp nè. Chó này cũng ưa ăn dũng lắm. Để đây đi. Để cao.
Cháu này bận nè anh ơi. Ảnh nấu toàn là khói đen không mà cho anh bận nấu trắng thì nhuộm màu giùm phải không anh? Nuôi bận mấy áo này là nhuộm màu giùm á anh ơi. Hả? Bận riết bận nền màu vàng luôn. Rồi anh uống cái ly cà phê này đi để em lấy rồi, cái tắm. Dạ. Giờ đi vừa uống cũng được. À, đúng rồi, trời mưa bây giờ á. Làm nổi không ta? Sao mình đi? Anh làm nổi không? Nổi chứ. Đâu có sao đâu. Đây đây em cáo phụ cho anh uống. Không có cái này ăn thua gì đâu. Đóng cái. Có không đi theo chơi cũng được. Không sao. Rốt. Đi với ba nè con đi. Đi với ba. Đó. Nó thấy chó thấy ba bận cái áo màu trắng nó sụt nó mừng kìa. Ôi ơi. Nó thấy đi là nó ôi ơi, nó đi mừng. Là nó khoái vậy đó. Vậy hả? Đi đâu cũng phải dẫn nó đi à, là nó khoái à. Chứ để nó ở nhà một mình tối ngày hai đứa nhìn vài nó cũng chán nữa. Nghe nè, cái con chó nãy đem ra đây ăn. Ăn hết rồi. Khôn lắm. Ăn hết đi nha. Nó biết cút ra nó ăn nha. Trời mưa gì trời gió gì ở dưới đây rồi có bị trong trời anh bị dột không anh ơi? Dột mà hết rồi. Có lắp thêm cái tấm ra ở trên đó. Dạ. Đó hết dột rồi. Dạ. Cái mấy năm ngoái thì có dột. Dạ. Năm nay không được tấm ra trải lên thêm á, nó dạ. Hết rồi. Rồi tối rồi có ai tới chơi rồi với anh không? Không có. Không có hả? Không có. Thì anh suy nghĩ sao chứ để mai mốt mà ở dưới đây rồi bệnh hoạn ốm đau rồi có ai đâu mà gọi bệnh viện cấp cứu đồ này nọ, trời chân cẳng đồ này nọ có chuyện gì rồi sao? À có đứa nhỏ nó tới nó thăm. Cái thằng con đó rồi nó cứ thăm hoài đâu. Có nó coi gì có. Ai cất nhà lầu trên đây dữ vậy anh ơi. Hả? Đám mẹ. Vậy hả? Ôi ôi. Làm cái nhà lầu có thằng nhà nhỏ mà đứa người vợ thứ gì á. Ừ. Nó sanh đẻ ở đây mà. Ừ. Nhà đó giờ Lộc. Ừ. Lộc có cái nhà trên cái ngọn cây ha. Coi. Ở dưới ở trên ngọn cây à. Đi lên có nào lên có này hả? Ngã này em bây giờ biết lành hết rồi ha, gành hết trơn rồi hả? Mấy năm nay đi xuống dưới đây nhiều quá rồi mà em nói thiệt á, em gành mà thậm chí quý bà con cô bác ở trên mạng á coi biết rồi cũng gành đường luôn. Hả? Coi rồi giúp mấy anh biết rồi cũng gành đường mà gành tên nữa. À, video mà chưa có tên mấy anh lên là mấy anh chị là nhắn ở trong tin nhắn là Phượng ơi đi xuống sao thăm anh nuôi anh quá anh phúc gì. Nhắn trước em luôn á mà nhiều khi đọc ở trong đó mà mình không làm á thì chịu không nổi. Phượng rất là cảm ơn bà con cô bác anh chị quan tâm thương yêu Phượng. Nha. Cảm ơn. Rồi nhắc nhở chị trước cho Phượng luôn. Thật sự rất là vui mừng. Thì cô bác anh chị nào xem video của Phượng
có ý kiến gì đóng góp hay nhắc nhở Phượng cái gì thì xin viết vô trong cái đó thì Phượng coi Phượng đọc hết á. Phượng đọc, Phượng thích đọc lắm, đọc mấy cô bác anh chị viết đọc cũng cảm thấy vui. Dạ. Giống như bữa nay đi qua anh nuôi nè, đọc chắc cô bác anh chị cũng nói anh nuôi là thôi dọn dẹp bớt đi quá. Ơ nuôi 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 cái nhánh này nè. Không sao không sao, nó còn giữ lại cái. Anh nuôi giờ chị Linh Lai ở đâu rồi anh nuôi? Ở trên đường dường như là kênh Ninh Hem á. Chỉ lên trên ở rồi hả? Gần gần phi trường á, phi trường nhỏ đó. Giờ chỉ lên trên ở rồi hả? À, lên cả năm rồi. Vậy hả? À. Chứ ở với ai anh? Ở dường như là ở có một mình thôi à. Vậy hả? Chứ còn ông bò Mỹ ở đây, ông nó bê bối quá, nghe thôi. Ông nó bê bối thì bỏ ổng rồi hả? Ông nó cũng bay bướm lắm. Rồi chưa? Hết chưa? Dẹp cái ly luôn. Chó chó đi theo nó vui nó mừng. Nó quay 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 luôn á chứ. Lần đầu tiên thấy luôn á. Bởi vậy con vật mà nó còn biết đi chơi mà được vui mừng á, chi con người mình ai mà đi đúng chơi rồi. Sao không vui? Nó được đi ra. Hả? Đi ra khỏi nhà mình con đó hả? Nó mừng nó vui lắm. Dạ. Yeah. Bởi vậy anh thấy không? Bởi anh phải dắt em đi chơi hoài nha anh. Năm dắt đi 4-5 lần Việt Nam. Hả? Vậy mà mốt em cũng bắt chút chó rồi ha. Trước khi đi em quay 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 quay. Không quá ngu. Đi về Việt Nam. Thấm nhà. Được đi là ngày nhóc. Đó, nuôi là quay cuồng. Ở, quay rồi trời. Bây giờ làm giờ tiến bộ bên này nhiều. Tiến bộ như bên này chứ làm sao tiến bộ hơn bên này anh. Đó, con chạy ra mừng coi nhờ. Ở Việt Nam có mở riêng cái mấy cái hãng làm xe hơi điện á. Dạ. Đó, nghe nó cũng tốt lắm á. Phượng ca ly nón bài thơ mang hình bóng quê hương, sông Cửu Long sóng đượm tình xuyên ứa, tơ xuyên ban đầu cùng núi ngự sông Hương, dùng ca ly chung cùng cô gái Việt đem tình yêu nhân loại đến mạnh thương quân. Yêu thương ta không ngại thời gian, ta không ngại gian khổ, mong chọn tình yêu lai lang. Mong sao bà con hạnh phúc bên nhau, ấm no chung một nhà, món quà từ thiện yêu thương. Tình nghĩa
tạo một niềm vui. Nói mang cái tiếng là vô gia cư thì cũng buồn lắm, nhưng mà cũng có người còn biết đến tụi mình, cũng trong cái cảnh sa sút như vậy đó thì đất mà tặng quà nữa thì quá quý rồi. Dạ. Đó. Thì có nhiều bà con cô bác ở trên cộng đồng mạng á, giàu có thì cũng không giàu có, nhưng mà cái có, này là giống có, như nhường cơm xẻ áo à, chia sẻ lẫn nhau, có cái gì chia sẻ giống như à, có ăn có mặt dương dư chút xíu thì chia sớt thì đó, cũng gửi gắm cho anh đồ ăn thức uống rồi này nọ đó. Giống như đây nè, ngon không phải chứ, chè trái cây đồ này nọ em á, thì em mấy cái này thì em chỉ nhận của bà con cô bác gửi lại cho mấy anh ở dưới đây, thì em đem xuống dưới đây cho mấy anh ăn để sống qua ngày. Thì nói chứ có, ăn có dịp nào này ngon lắm, nhưng sống qua ngày ăn gì là ăn bồi bổ dữ lắm, bồi bổ dữ lắm á. Nè anh nói bồi bổ dữ lắm mà sao lần nào gặp cũng ốm nhom nhất vậy? Có nhiều cái chuyện mình cũng lo không tới, nghĩ không tới chứ biết không. Trời ơi, nhìn giống Châu Nhận Phát hay là Quách Phú Thành hay là Lê Minh rồi một thời. Có người để đồ nó cả đó cho nó thêm đó. Hả? Thì bây giờ bữa nay Phượng đem xuống dưới đây cho anh nuôi đã xong xuôi hết rồi. Thì một lát cũng nhờ anh nuôi kéo xuống dưới. Vòng những người hàng vòng cần cho mình vòng sớm anh em đồ này nọ có ai cần thì anh nuôi chia sẻ san sẻ giùm em nha.
Dạ được rồi, không sao, được rồi. Dạ. Đó, hỏi nha, hỏi nhà cho vậy nó cô Phượng cho chị Thu Quân cái tên những người mà từng đọc qua YouTube đó, dạ. Thì người ta biết mình ở đây có không sung sướng gì, người ta chia sẻ đó. Dạ. Ừ, đó. Dạ. Thì thôi về vậy em với anh thôi kết thúc video ở đây. Thì Phượng bữa nay đã hoàn thành. Giống như lời tất cả quý bà con cô bác cũng căn dặn Phượng là gửi gắm tới tất cả những anh em dân cư ở dưới suối hoặc là ở những nơi mà giống như chỗ anh nuôi đang sinh sống rất là khó khăn, thì Phượng đem tới đây và giao tận tay cho anh nuôi và nhờ anh nuôi đem tới chia sẻ cho tất cả anh em. Video của Phượng tới đây xin phép tạm dừng. Chúc tất cả bà con dùm cô bác cho, cái đó là quý lắm rồi đó nha. Cái quý nhất là cắt tóc không? Cắt tóc đó, đúng rồi. Chứ không có để vậy làm người rừng luôn. Chúc bà con, cô bác, anh chị trên cộng đồng mạng một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm năm vui, mới, hạnh tới, phúc. Tôi hẹn gặp lại video kế tiếp. Đến sắp tới rồi, Tết đến rồi. Thôi. Cảm ơn. Anh nuôi chúc bà con, cô bác đi anh nuôi. Chúc các chị Mạnh Thường Quân đó tình giúp đỡ tôi nhiều lắm rồi, tôi cảm ơn nhiều lắm. Chi bằng năm mới làm ăn phát tài, nó tiến tới miễn có sức khỏe dồi dào trong người là được rồi, chứ đừng ở như ở chúng tôi ở dưới đây thì cũng nói bệnh hoạn thì cũng là chuyện thường lắm. Sổ mũi nhức đầu là thường rồi đó, cũng ráng giữ gìn, chúng tôi cũng ráng giữ gìn, chứ cảm ơn các vị vị Thường Quân lắm, như vậy là đủ ấm áp rồi đó. Bây giờ sao có thích cái mầm hồng này để tặng người yêu không nè? Không có người yêu lấy giờ tặng. Thôi để em mầm hồng này em gửi lại cho người khác nha, em bỏ một xe nha. Vậy để đi. Anh nuôi cái màu này là hợp rồi chứ lấy màu hồng chi đó. Anh là xám màu gì đó không biết nữa. Rồi thôi, ba anh nuôi nha. Cảm ơn. Giữ gìn sức khỏe nha anh nuôi. Giữ gìn sức khỏe. Rồi. Đúng rồi. Phượng bye bye tất cả quý bà con cô bác. Chúc mới quý bà con bị, cô bác chuẩn bị ăn Tết rồi nha. Vui vẻ nhau. Vui vẻ. Đó. Đó. Hai anh chị cũng vậy. Chuẩn bị ăn Tết, sắp Tết rồi. Rồi. Phải không? Tháng tháng này tháng giêng khoảng 15 tây, nghe nó 15 tây hay là 10 tây gì 12 tây đó là Tết đó. Là tháng 2 đó. Rồi cảm ơn Dũng nhiều. Phượng ca ly tâm hồn cô gái Việt, non bài thơ mang hình bóng